Hôm 8 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc liên bang về âm mưu bất thành của Iran nhằm ám sát ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trước cuộc bầu cử tổng thống. Theo các tài liệu của Tòa án Mỹ, các quan chức Iran đã yêu cầu ông Fahad Zakeri, 51 tuổi, một công dân Afghanistan cư trú tại thủ đô Tehran, Iran, tập trung giám sát và tiến tới ám sát ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng ông Zakeri vẫn đang lẩn trốn ở Iran. Các công tố viên cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ban đầu giao cho ông Zakeri nhiệm vụ ám sát các công dân Mỹ và Israel tại Mỹ. Nhưng vào ngày 7 tháng 10, các quan chức IRGC yêu cầu ông Zakeri chỉ tập trung xử lý ông Trump trong vòng 7 ngày. Theo lời kể của ông Zakeri trong cuộc gọi với các nhà điều tra Mỹ, nếu ông không thể đưa ra kế hoạch trong khung thời gian đó, IRGC sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống mới ám sát ông Trump vì tin ông Trump sẽ thua. Trong một loạt cuộc gọi với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Zakeri cho rằng ông đã gặp một thành viên cấp cao của IRGC khi làm việc trong lĩnh vực dầu khí và nhiên liệu ở Iran. Khi viên chức IRGC biết rằng ông Zakeri từng sống ở New York, viên chức này đã nhờ ông Zakeri giúp điều tra một số cá nhân ở Mỹ. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần nêu lên mối lo ngại rằng Iran có thể ám sát ông Trump để trả đũa việc ông Trump năm 2020 đã ra lệnh không kích tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, một tướng hàng đầu của IRGC. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, chính quyền Palestine hôm 8 tháng 11 cho biết Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua tại giải Gaza. Thông báo của chính quyền Palestine cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Abbas đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sẵn sàng nỗ lực cùng Tổng thống đắc cử Donald Trump để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện tại Trung Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về phần Tổng thống đắc cử Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực chấm dứt chiến tranh, nhấn mạnh mong muốn làm việc cùng lãnh đạo chính quyền Palestine và tất cả các bên liên quan khác để thúc đẩy hòa bình tại khu vực. Trước Tổng thống Palestine Abbas, trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo trong khu vực cũng đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột tại Trung Đông, trọng tâm là cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua tại Gaza, giữa quân đội Israel và phong trào Hamas. Người phát ngôn của phong trào Hamas, Bassem Naim, mới đây kêu gọi lập tức chấm dứt cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại dải Gaza sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chia sẻ với báo Newsweek, ông Naim cho biết việc bầu ông Trump làm Tổng thống thứ 47 của Mỹ là vấn đề riêng của người Mỹ, nhưng người Palestine mong muốn Israel lập tức chấm dứt xung đột, đặc biệt là tại dải Gaza, và tìm kiếm sự hỗ trợ để đạt được các quyền tự do, độc lập và thành lập nhà nước độc lập tự chủ với Jerusalem là thủ đô. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump xây dựng mối quan hệ gần gũi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích một số quyết định của ông Netanyahu trong thời gian xung đột giữa Israel-Hamas, đồng thời kêu gọi hai bên sớm chấm dứt giao tranh. Phát biểu trong phiên họp thảo luận về khủng hoảng Gaza được tổ chức bên lề Diễn đàn Đô thị Thế giới lần thứ 12 tại Cairo, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách các vấn đề đa phương và an ninh quốc tế Am Ali Wali đã công bố Ai Cập sẽ tổ chức một hội nghị để huy động viện trợ nhân đạo cho Gaza vào tháng 12 với sự tham gia của các đối tác toàn cầu, bao gồm các cơ quan của Liên Hợp Quốc như Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông. Ông Ali Jowali cũng cho biết sự kiện này sẽ là hội nghị cấp bộ trưởng thể hiện cam kết của Ai Cập trong việc giải quyết các vấn đề của người Ả Rập, đặc biệt là vấn đề Palestine. Trong phiên họp, nhà ngoại giao Ai Cập mô tả cuộc khủng hoảng Gaza là một chủ đề quan trọng khi thảo luận về những thách thức mà Trung Đông phải đối mặt. Ông khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là cho phép người dân giành được đầy đủ các quyền của họ. Ông cũng kêu gọi thực hiện ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó kêu gọi chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, một lập trường được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ. Hơn nữa, ông Ali Jowali cũng nhấn mạnh xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza đã dẫn đến sự phá hủy chưa từng có đối với cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của dải đất này. Gần 2/3 số tòa nhà ở Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm các cơ sở giáo dục, y tế và chính phủ, các khu dân cư, địa điểm tôn giáo và các khu vực khảo cổ. Ông lưu ý mức độ phá hủy như vậy là cản trở việc triển khai các dịch vụ thiết yếu. Cuộc xung đột kéo dài một năm ở Gaza giữa Israel và phong trào Hamas đã khiến hơn 140.000 người Palestine thương vong và gây ra sự tàn phá lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự có thể mất hàng thập kỷ để xây dựng lại.
Liên Hợp Quốc ước tính xung đột đã gây ra hơn 42 triệu tấn gạch đá đổ nát ở Gaza, gấp 14 lần đống đổ nát tích tụ ở Gaza từ năm 2008 đến khi khủng hoảng bùng nổ một năm trước. Theo Liên Hợp Quốc, có thể mất tới 15 năm và gần 650 triệu đô la Mỹ để dọn sạch tất cả lượng gạch đá đổ nát ở Gaza. Bất chấp nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng của cộng đồng quốc tế, các cuộc giao tranh ác liệt xuyên biên giới tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Liban. Tối ngày 7 tháng 11, quân đội Liban cho biết các cuộc không kích của Israel vào Liban trong ngày đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhiều thương vong nghiêm trọng đã được ghi nhận, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thông báo của quân đội Liban cho biết cuộc tập kích nhằm vào một chiếc xe ô tô gần chốt an ninh ở thành phố Sidon phía nam Liban khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ và 8 người bị thương, gồm 3 binh sĩ Liban và 5 nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL. UNIFIL đã xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết các quân nhân bị thương là người Malaysia và đã được Tổ chức Chữ Thập Đỏ Liban điều trị. Ngoài khu vực Sidon, không quân Israel cũng bị cáo buộc tấn công nhiều vị trí ở thung lũng Beka phía đông Liban và khu vực ngoại ô phía đông và phía nam thủ đô Beirut. Về phía Israel, lực lượng phòng vệ Israel cáo buộc phong trào Hezbollah tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa vào Israel. Đợt tấn công ác liệt nhất diễn ra vào hồi chiều 7 tháng 11 với khoảng 40 quả tên lửa đồng loạt được phóng đi từ phía nam Liban hướng vào các khu vực Tây và Thượng Galilee. Thành phố cảng Haifa, hầu hết số tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Tuy nhiên, cả quân đội Israel, giới chức Liban cũng như lực lượng Hezbollah đều không đề cập đến hoạt động giao tranh trên bộ tại mặt trận Nam Liban, nơi lực lượng phòng vệ Israel bắt đầu triển khai chiến dịch bộ binh hạn chế từ cuối tháng 9 để phá hủy các cơ quan quân sự của Hezbollah. Cùng ngày 7 tháng 11, tờ The Times of Israel đưa tin Bộ Quốc phòng Israel vừa ký thỏa thuận mua một phi đội tiêm kích đa nhiệm F-15EA, biến thể của mẫu F-15EX do Boeing sản xuất riêng cho Israel. Trong thỏa thuận trị giá 5,2 tỷ đô la Mỹ có 25 chiếc F-15EA với lựa chọn mua thêm 25 chiếc nữa. Các tiêm kích có nguồn tài chính từ viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel. Theo thỏa thuận, các tiêm kích sẽ được cung cấp theo đợt, mỗi đợt gồm 4 đến 6 chiếc một năm, bắt đầu từ năm 2031. Bộ Quốc phòng Israel cho biết các tiêm kích mới sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tích hợp công nghệ tiên tiến của Israel. Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ, máy bay được nâng cấp sẽ có khả năng hoạt động tầm xa được cải thiện, khả năng tải trọng được tăng cường và hiệu suất được cải thiện trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau. Những lợi thế này sẽ giúp không quân Israel duy trì ưu thế chiến lược trong việc giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai ở Trung Đông. Trong một diễn biến đáng chú ý hôm 7 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết cuộc bầu cử Mỹ là cơ hội để xem xét lại cách tiếp cận sai lầm của các chính phủ Mỹ. Phát biểu được Tehran đưa ra sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Việc ông Trump đắc cử một lần nữa có thể dẫn đến việc Washington siết chặt trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran và ủng hộ Israel mạnh mẽ hơn. Báo chí Iran dẫn phát biểu của ông Baghaei cho biết, chúng tôi đã có trải nghiệm cay đắng với những chính sách và cách tiếp cận trước đây của nhiều chính phủ Mỹ. Bầu cử là cơ hội để xem xét lại những cách tiếp cận sai lầm trong quá khứ. Đối với Iran, điều quan trọng là cách chúng tôi đánh giá hành động của chính phủ Mỹ. Việc Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt từ năm 2018 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu dầu của Iran, làm giảm doanh thu của chính phủ và buộc nước này phải thực hiện các bước đi không được lòng dân như tăng thuế. Các quan chức Ả Rập và phương Tây cho rằng ông Trump có thể áp dụng lại chính sách gây sức ép tối đa với Tehran khi trở lại Nhà Trắng, thông qua việc siết chặt trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Tờ Pravda Ukraine dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều nhóm UAV tập kích thủ đô Kiev rạng sáng 7 tháng 11 và mảnh vỡ UAV bị phòng không Ukraine đánh chặn đã rơi xuống 6 quận, gây ra một loạt vụ cháy lớn, kèm theo thiệt hại cơ sở hạ tầng. Quân đội Ukraine khẳng định đánh chặn hơn 30 UAV Nga nhưng không nêu tổng số lượng UAV được sử dụng. Tại quận Solomyansk gần trung tâm Kiev, một đám cháy bùng lên bên trong nhà kho có diện tích 600m2 nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại một loạt địa điểm ở Kiev. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cùng ngày cũng xác nhận một số công trình bị phá hủy và một số vụ hỏa hoạn xảy ra sau đòn tập kích của Nga, thêm rằng ít nhất 2 người bị thương. Trong khi đó, ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm của Nga ở Ukraine cho biết đã có các vụ nổ mạnh xảy ra gần sân bay quốc tế Kiev, Zhuliani.
Nguồn tin của Drian Novosti cũng tiết lộ một trong những mục tiêu của cuộc tập kích là nơi quân đội Ukraine triển khai tạm thời binh sĩ trước khi họ được đưa ra tiền tuyến, nhưng chưa rõ hiệu quả của đòn đánh. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Theo giới chức Ukraine, lực lượng tình báo quân sự nước này mới đây đã thực hiện một vụ tấn công nhằm vào căn cứ hải quân ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Tờ Kiev Independent dẫn lời quan chức đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Andrei Kovalenko cho biết, căn cứ hải quân bị tấn công nằm tại thành phố Kapisk thuộc Cộng hòa Dagestan và là nơi đồn trú của hạm đội Caspian, cũng như lực lượng lính thủy đánh bộ và tuần duyên Nga. Trong video được ông Kovalenko đăng trên mạng xã hội X sau đó cho thấy, một vật thể màu đen từ trên không đã bay thẳng xuống mặt đất và tạo ra một vụ nổ lớn kèm khói đen. Quan chức đứng đầu Cộng hòa Dagestan, ông Sergei Belikov cùng ngày xác nhận một UAV đã xâm nhập vào không phận thành phố Kapisk. Tuy nhiên, ông Belikov lại tuyên bố rằng các đơn vị phòng không địa phương vào sáng 6 tháng 11 đã bắn hạ chiếc UAV trên.